Một trong những người đăng ký của tôi nói rằng anh trai cô ấy muốn đến Hoa Kỳ và cưới một cô gái Mỹ. Vì vậy, tôi quyết định làm một loạt video để anh ấy và những người đàn ông khác cũng đang có ý định làm điều tương tự biết họ cần cân nhắc những gì đối với phụ nữ Mỹ. Ở Hoa Kỳ, có một loại đàn ông mà chúng tôi gọi là pukey và drayrace, và quốc gia nào cũng có phiên bản của những kiểu đàn ông này. Pukey và drayrace là những người đàn ông vô trách nhiệm không đáng tin cậy và thiếu tham vọng thực sự hoặc họ có tham vọng nhưng lại không muốn làm bất cứ công việc thực tế nào để đạt được mục tiêu của mình họ thường cố gắng lừa người khác làm việc cho họ họ thường là những kẻ buôn bán ma túy những kẻ lừa đảo sống nhờ vào xét chính phủ của người phụ nữ và có nhiều con với nhiều phụ nữ khác nhau tuy nhiên tôi biết một số người đã vào đại học nhưng không ai tốt nghiệp ngoài ra tôi biết một người đã sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình nhưng đã mất tất cả vì một số việc ngu ngốc mà anh ta đã làm. Anh ta chỉ có thể bắt đầu công việc kinh doanh của mình vì anh ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và sau đó cố gắng lừa đảo người đã giúp đỡ anh ta. Họ luôn nghĩ rằng họ thông minh hơn tất cả mọi người, nhưng thực sự họ rất ngu ngốc và ngu ngốc. Một người đàn ông tốt có một công việc từ 9 đến 5 giờ. Điều này có nghĩa là anh ấy bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng, giống như những người khác và tan sở lúc 5 giờ tối. Anh ấy làm một công việc đáng kính và đáng tin cậy. Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về những kẻ buôn bán ma túy trên đường phố và họ kiếm được số tiền tương đương với một người làm việc tại McDonald's hoặc tại một nhà hàng thức ăn nhanh. Và những kẻ lừa đảo trên đường phố cũng kiếm được số tiền tương tự. Và đây là lý do tại sao phụ nữ phát ngán với những kiểu đàn ông này. Sau nhiều năm và có ba đứa con, những người phụ nữ này nhận ra rằng những người đàn ông này không có tiền thật những người đàn ông này trông đẹp trai và nói chuyện hay nhưng không bao giờ có đủ khả năng để mua cho họ bất cứ thứ gì thực sự sau đó những người phụ nữ này nhận ra rằng những người đàn ông này chưa bao giờ có tiền và sẽ không bao giờ có tiền đây là lý do tại sao những người phụ nữ này bây giờ phải tìm một người đàn ông tốt có công việc tốt để giúp chăm sóc cô và các con những video clip này không nói lên điều gì nhưng lại quan trọng khi những người phụ nữ này phát ngán với pookie và ray race và đến tìm một người đàn ông tốt. Nếu người tốt tốt nghiệp đại học và có việc làm tốt. Trong thâm tâm cô ấy, Cookie và Ray-Ray vẫn tốt hơn bạn. Khi bạn nói về Cookie và Ray-Ray, cô ấy sẽ im lặng và không nói gì, hoặc bào chữa cho những người đàn ông như vậy. Những kiểu phụ nữ này sẽ không bao giờ tốt và bạn cần để họ yên. Họ sẽ luôn là những vấn đề và những vấn đề của họ sẽ khiến bạn không thể đạt được những mục tiêu mà bạn đặt ra cho gia đình. Bạn sẽ không bao giờ tìm ra chúng, vì vậy hãy ngừng cố gắng. Cứ để họ yên. Chạy. Tôi có thể nói rằng 2 đến 5% phụ nữ hiện nay ở độ tuổi 20-22 là vật chất để kết hôn, 2 đến 5% và tôi sẽ nói rằng tôi đang hướng tới mục tiêu cao hơn với điều đó. Bao nhiêu phần trăm phụ nữ hiện đại là vật chất cho hôn nhân? Hãy để tôi thành thật, nó không hay lắm, nó không nhiều lắm. Bạn biết tại sao mà, phụ nữ hài hòa với cơ thể của họ, họ không phù hợp với việc điều hành một hộ gia đình, họ hòa hợp với phương tiện truyền thông xã hội, họ không hòa hợp với nhu cầu của người yêu hoặc con cái họ, bạn biết, tôi sẽ thành thật thôi, những người phụ nữ thực sự là như thế, tất cả là về tôi. Tôi thích những kẻ buôn bán ma túy, tôi thích những kẻ lừa đảo, từ 9 đến 5, tôi thậm chí còn không làm việc từ 9 đến 5. Còn bạn thì sao? Kiểu của bạn là gì? Tôi thích những kẻ buôn bán ma túy Cô ấy thích những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo Họ phải có tiền Chính đến năm anh chàng hoặc một tay buôn ma túy có phúc bằng tiền <laughs> Cái đầu vui vẻ Pet the root money, pet người bán ma túy bằng tiền Kẻ buôn ma túy có phúc với số tiền đó Kẻ đứng đầu ma túy có tiền, kẻ buôn ma túy, tôi thích những kẻ buôn bán ma túy. Chúng ta phải nói về lý do tại sao tất cả các bạn sẽ không ngừng sinh con với Puki và sau đó sẽ tìm kiếm chồng mình. Christian Rock đã đăng một bài đăng nói rằng chàng trai tiếp theo mà cô ấy giao tiếp sẽ là chồng cô ấy. Tại sao đó không phải là chàng trai đầu tiên bạn đang tìm kiếm? Tại sao bạn lại sinh con với một con Puki như mặt xanh rồi lại nói về việc bây giờ bạn đang chuẩn bị đi tìm chồng? chuyện gì thế họ phải thực hiện một số nghiên cứu về rất nhiều người trong số các bạn bởi vì không đời nào bạn có thể lạc hậu thế này không thể nào mà bạn ở đây chọn đồ kém đến vậy và sau đó cố gắng quay lại sau khi chọn kém và đưa ra quyết định lâu dài với puki và sau đó nói về việc bạn đang cố gắng tìm một người chồng nhưng đó là rất nhiều đấy các bạn có rất nhiều đấy các bạn phải và các anh chàng rõ ràng là những kẻ ngốc nghếch đây không phải là những người đàn ông mà có thể bạn không biết không rõ ràng là bạn biết anh ấy như vậy đây là những người đàn ông có quần bị xệ hình xăm khắp mặt hầu như không thể nói được tiếng anh và bạn muốn chúng tôi tin rằng đến một lúc nào đó bạn đã nghĩ rằng họ sẽ trở thành một người đàn ông tốt hoặc một người cha tốt đối với ai đó không họ chưa bao giờ như vậy anh ấy ở ngoài đường cả ngày anh ấy sẽ không bao giờ trở thành một người chồng tốt hay người cha tốt của một đứa trẻ và bây giờ bạn ở đâu đó muốn có ai đó đứng đằng sau kẻ thua cuộc này và chăm sóc bạn và đứa bé này thực tế là tất cả các bạn đều rất thoải mái khi có con bằng mông và sau đó nói về tất cả những yêu cầu mà bạn đột nhiên có mà bạn không có khi lẽ ra bạn phải có chúng phải trước khi bạn sinh ra một số đứa con thua cuộc là lúc lẽ ra bạn phải có những yêu cầu cao nhất mà bạn có nhưng bạn đã đợi cho đến khi ít bị đánh bắt hơn để có những tiêu chuẩn cao này nếu một người đàn ông phải chọn một người phụ nữ không có con hoặc một người phụ nữ có con anh ta sẽ chọn người phụ nữ không có con nếu họ trông giống hệt nhau phải, nhưng toàn bộ việc này lại mang thai bởi những người đàn ông thua cuộc gu kỳ ngẫu nhiên và sau đó nói về việc bây giờ bạn đã sẵn sàng nâng cao tiêu chuẩn của mình và tìm kiếm một tấm chồng hãy là sự thật bạn đã xem đi xem lại câu chuyện này rồi bạn đã chứng kiến điều đó đôi khi xảy ra với mẹ bạn bà bạn bạn bè bạn anh họ bạn bạn của chị họ bạn nó liên tục bạn thấy nó xảy ra nhiều lần và bằng cách nào đó nó không rung chuông với bạn rằng có lẽ bạn không nên ra đây sinh con với những người đàn ông này một cách dễ dàng như vậy khi rất nhiều phụ nữ đã bị phạt trong quá trình này bạn phải chứng kiến bao nhiêu phụ nữ bị phạt vì sinh con nhầm người trước khi bạn nhận ra rằng có lẽ bạn nên đề phòng tốt hơn những người phụ nữ đó đã làm tất cả các bạn đều nói rằng bạn không muốn mọi người nói về nó bạn cảm thấy như thế thật xấu hổ và bạn cảm thấy như đó là sự phán xét nếu tất cả các bạn đều sống cuộc sống mà bạn tự hào và không hề xấu hổ bạn sẽ không quá khó chịu và kích động khi nghe mọi người nêu ra những điều mà bạn đã phạm phải bởi vì đó là những gì xảy ra tôi không thể làm cho bạn cảm thấy xấu hổ về điều gì đó mà bạn không xấu hổ nhưng nếu bạn đã cảm nhận được điều gì đó về những quyết định trong cuộc đời mà bạn đã đưa ra và bạn nghe tôi nói điều đó thì đúng vậy nó có thể kích hoạt bạn nó có thể kéo theo sự bất an của bạn khi bạn đã có những vấn đề nội bộ mà bạn phải đấu tranh và đấu tranh và khi tôi nói điều gì đó về nó nó chỉ đốt cháy nó cho bạn vâng đó là sự thật đó không phải là vấn đề của tôi đó là vấn đề cá nhân tôi biết thật điên rồ khi chúa coi thường chúng ta và ngài thấy tất cả các bạn không thể chịu trách nhiệm đến mức nào khi ngài ban cho các bạn quyền tự do ý chí anh ấy đã cho bạn khả năng đưa ra quyết định với cuộc sống của bạn tuy nhiên bạn muốn nó đi bất cứ điều gì bạn muốn làm anh ấy đã cho bạn lựa chọn đó để có thể làm điều đó và với ý chí tự do đó bạn đã quyết định đưa ra những lựa chọn và quyết định và sau đó là lúc bạn phải thực hiện chúng, cố gắng trút nó lên người khác. Anh ấy đã nói dối tôi. Anh ấy đã lừa dối tôi. Bao nhiêu lần tất cả các bạn sẽ bị lừa và bị lừa? Tất cả các bạn thậm chí không nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn thấy những người đàn ông mà các bạn ở đây sinh con cùng nhau. Chính những người đàn ông như thế này mà tất cả các bạn đều muốn chúng tôi tin rằng các bạn đã bị lừa dối, không có gì về người đàn ông này nói cha hình mẫu, hình mẫu người chồng, người đàn ông tốt, không có gì về anh ấy nói lên điều đó, nhưng bạn muốn chúng tôi tin rằng bạn đã bị lừa. Bạn muốn chúng tôi tin rằng kẻ thua cuộc cookie này đã lừa dối bạn, ôi không, chúng ta có thể nhìn thẳng vào anh ta và biết anh ta không đánh vào thứ gì cả, chúng ta có thể nhìn thẳng vào anh ấy và biết điều đó, và bạn cũng vậy, nhưng bạn đã có một khoảng thời gian trong đời khi quan hệ tình dục không an toàn với anh ta, và bạn đã có một quả bóng cho đến khi nó không còn vui nữa cho đến khi bạn nhận ra anh ấy là ai, anh ấy thực sự là như vậy, và nó sẽ không thay đổi. Chúng tôi phải lên mạng và nghe bạn phàn nàn về việc đàn ông đều thế này thế kia, và bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu này như thế nào, nhưng bạn không cần phải đáp ứng tất cả những yêu cầu đó khi làm việc với anh ta. Tại sao bạn không cần đáp ứng tất cả những yêu cầu đó khi làm việc với anh ấy? Hãy để tôi cho bạn biết một sự thật phủ phàng. Rất nhiều người trong số các bạn sẽ không có con nếu bạn chỉ có thể mang thai nếu người đàn ông mà bạn muốn cưới bạn hãy để tôi chia nhỏ nó từ từ cho một số bạn nếu cách duy nhất bạn có thể mang thai là tìm được người đàn ông mà bạn mong muốn người đàn ông bạn thực sự muốn sẽ phải cưới bạn trước rất nhiều người trong số các bạn sẽ không làm mẹ bạn biết tại sao mà bởi vì rất nhiều người đàn ông mà các bạn đã đối phó không muốn bạn theo cách đó họ chỉ muốn quan hệ tình dục với bạn và bạn vô tình có thai và bởi vì đó là cơ thể của bạn sự lựa chọn của bạn bạn phải giữ nó nhưng bạn không có quyền ra lệnh kết hôn bạn có thể ra lệnh giữ đứa bé đó nhưng bạn không thể ra lệnh phải lấy được người đàn ông mà bạn thực sự muốn cưới mình bạn không thể ép buộc anh ấy làm điều đó anh ấy muốn hoặc anh ấy không và hầu hết thời gian họ không làm vậy và họ khiến bạn không muốn điều đó nữa bởi vì bạn biết bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng được